OFID has been partnering with Vietnam for the past four decades, improving connectivity and access to basic services in the country's rural regions has been a primary focus of OFID's development support. OFID's Director General Suleiman Jasid Al-Harbish visited Vietnam's capital Hanoi in May 2017 to reaffirm OFID's long-standing commitment to the country's development. OFID's most recent loan agreement will help finance a new bridge across Dam Vac Lake and better connect rural and urban regions in northern Vinh Phuc province. More than 100,000 people are expected to benefit from improved access to basic services. Và chúng tôi tin rằng phát triển giao thông vận tải có nghĩa đặc biệt quan trọng để giúp cho không chỉ là nền kinh tế mà từng địa phương phát huy được thế mạnh của mình và tăng được cái hiệu quả về sản xuất cũng như là kinh doanh và giúp cho cái công tác xóa đói giảm nghèo thu được những cái thành tựu rất là đáng kể. Đó là một trong những nhiệm vụ mà chính phủ coi đó là ưu tiên hàng đầu. North in Ninh Binh province, OFID has helped finance better roads, easing access and improving mobility for local residents. Trước đây là tôi có lần trực tiếp làm tham gia cán bộ cái thời kỳ đang làm cái con đường này. Đang làm con đường này. Xin trả lời với các anh các chị này, trước đây khi bắt đầu là tôi bắt tay vào tôi kết là tôi khi tôi nghỉ hưu ở quân đội tôi về thì cái khu vực này nó đang rất là hoang vu, ít nhà ở lẻ tẻ, con đường ven sông nó bằng đất, đi nó rất hẹp. Những cái chợ rất là quý hóa. Ví dụ như là buổi sáng thì đến cái chợ nào, buổi chiều thì ở cái đây, cái xã này nó có cái chợ buổi chiều. Tất cả nó tập trung, kể cả có những người ta buôn bán ở Thanh Hóa, người ta cũng ra đây, người ta ngồi ở cái chợ chiều người ta bán. Không sợ đi đêm tối, bởi vì con đường nó rất là quang đãng, nó rất là sạch sẽ và nó rất rộng rãi. Bằng phẳng người ta đi lại, người ta bình thường. Cho nên cái sinh hoạt đấy nó, chính vì vậy nó có cái tác động rất lớn đến cái việc mà lưu thông phân phối hàng hóa của người dân người ta làm được là để nâng cao mức sống cho họ. Trước đây thì con đường này nó đang còn gập ghềnh, nói trơn thì về mùa mưa thì phụ huynh cho trẻ đến trường thì thường hay trẻ hay phụ huynh và trẻ hay bị ngã. Thì cũng chẳng biết làm sao được thì cũng vẫn phải chịu vậy thôi. Đấy, nhưng mà từ khi có con đường này lên thì nói chung là thuận tiện mọi cái. Thanks to the recent improvements, many more parents are able to take their children to school. In the Lai Tan kindergarten alone, enrollment has almost doubled with an additional 200 children attending school. Thì em đi đến trường bằng xe điện và đi mất khoảng tầm 5 phút vì trường cũng rất gần đây. Và đi vậy thì cũng về dễ dàng, với lại bố em đi chạy xe có mấy con đường mới thì xe nên là tốc độ sẽ ổn định và nhanh hơn. Thầy giáo viên nhà trường cảm ơn trong đoàn.